cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào hôm qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa ra thông báo đã tập kích khoảng 400 bệ phóng rocket tầm trung, 70 kho đạn cùng khoảng 80 vị trí cất giấu máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình từ khi bắt đầu chiến dịch không kích diện rộng nhằm vào Liban trước đó một ngày. Các mục tiêu trên nằm trong số hơn 1.500 vị trí của Hezbollah bị hơn 250 tiêm kích Israel tấn công bằng khoảng 2.000 quả đạn các loại. Số còn lại bị tập kích bằng UAV. IDF tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm phá hủy năng lực tác chiến của Hezbollah và thay đổi hiện trạng an ninh ở miền Bắc Israel. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF, cùng ngày thông báo Hezbollah phóng ít nhất 300 rocket vào miền Bắc Israel trong 24 giờ qua. Ông cho biết Hezbollah đã lên kế hoạch phóng thêm rocket qua biên giới. Chúng tôi đang ngăn chặn, tấn công và vô hiệu hóa các vụ tập kích của Hezbollah, ông Hagari nói. Đây là kết quả quan trọng, song Hezbollah vẫn còn nhiều năng lực khác. Chúng tôi sẽ vô hiệu hóa mọi khả năng tác chiến của Hezbollah và đang tập trung vào những loại mang tính chiến lược gây rủi ro lớn cho Israel. Giới chức Liban tại Hezbollah hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, họ cho biết ít nhất 558 người thiệt mạng cùng 1.835 người bị thương trong đợt tấn công quy mô lớn của Israel vừa rồi. IDF cho biết trong số những người thiệt mạng có các tay súng ở gần vị trí cất giữ vũ khí và sẽ công bố thông tin chi tiết sau. Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah diễn ra gần như hàng ngày sau khi xung đột tại Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023. Đụng độ khiến hàng chục nghìn người dân ở hai bên biên giới phải rời bỏ nhà cửa. Căng thẳng leo thang vài ngày gần đây khi Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc khiến ít nhất 39 người chết, hơn 3.000 người bị thương và thề trả đũa quyết liệt. Đầu tuần trước, Israel nhấn mạnh mục tiêu của họ là loại bỏ mối đe dọa giúp dân cư sống ở biên giới với Liban được trở về nhà sau nhiều tháng sơ tán. Vừa qua, Thủ tướng Israel, ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không ngừng chiến dịch không kích nhằm vào Hezbollah giữa lúc căng thẳng đang leo thang nhanh chóng. Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah. Những người giấu tên lửa trong nhà của mình sẽ không còn nhà cửa. Ông cáo buộc thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đẩy Liban đến bờ vực thẳm. Thủ tướng Israel nhấn mạnh, tôi muốn nói với người dân Liban rằng cuộc chiến không nhằm vào các bạn, cuộc chiến của chúng tôi nhắm tới Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Yoga Galan cùng ngày nhắc lại thông điệp của Thủ tướng Netanyahu, tuyên bố Israel đã sẵn sàng cho nhiều cuộc không kích hơn nữa và khẳng định quân đội nước này phải tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu, bảo đảm người dân miền Bắc Israel có thể trở về nhà an toàn. Ông Galan cho rằng cuộc đối đầu với Hezbollah có nhiều điểm khác với chiến dịch quân sự nhằm vào nhóm Hamas ở giải Gaza, thêm rằng Hezbollah đã phải hứng chịu nhiều đòn tấn công nghiêm trọng trong tuần qua. Hezbollah hôm nay không còn là Hezbollah như chúng ta biết cách đây một tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay. Hezbollah và Israel đã giao tranh xuyên biên giới gần như hàng ngày kể từ khi lực lượng Hamas phát động cuộc tấn công vào Israel hồi tháng 10 năm 2023, châm ngòi cho xung đột giải Gaza. Căng thẳng ở Trung Đông tuần qua leo thang nghiêm trọng với hàng loạt sự kiện gây thương vong lớn. Loạt vụ nổ thiết bị liên lạc của lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 17-18 tháng 9 khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Nhóm vũ trang Liban cáo buộc Israel là thủ phạm, song Tel Aviv không phủ nhận hay xác nhận. Hàng loạt vụ tập kích qua lại lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đã xảy ra trong những ngày sau đó. Đỉnh điểm là trận không kích quy mô lớn của Israel vào miền đông và miền nam Liban hôm 23 tháng 9 khiến ít nhất 558 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương. Để trả đũa, Hezbollah mới đây đã phóng hàng trăm rocket vào những mục tiêu ở miền bắc Israel, cách biên giới Liban khoảng 50-60 km, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất và sâu nhất vào lãnh thổ Israel mà tổ chức này thực hiện trong gần một năm qua. Căng thẳng hiện nay khiến nhiều nước cùng các tổ chức quốc tế bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah. Mới đây, Thủ tướng Liban, ông Najib Mikati, thông báo sẽ hủy chuyến đi đến dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước đó cùng ngày, Israel tuyên bố đã tiến hành cuộc không kích vào thủ đô Beirut, tiêu diệt một chỉ huy cùng nhiều nhân vật cấp cao khác của Hezbollah ở Liban. Hezbollah đã xác nhận chỉ huy Ibrahim Aqil, người đứng đầu lực lượng Rawan kiêm phó chỉ huy lực lượng vũ trang này, đã thiệt mạng trong cuộc không kích này. Trong phản ứng của mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan, bày tỏ lo ngại về sự leo thang giữa Israel và Liban sau cuộc không kích. Tuy nhiên, phát biểu với các phóng viên, ông Sullivan vẫn cho biết nhìn thấy con đường dẫn đến lệnh ngừng bắn ở Gaza. Về phần mình, Tổng thống Cộng hòa Syrup Nico Christou đã kêu gọi các bên ở Trung Đông kiềm chế trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Liban Najib Mikati
và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Cùng ngày, Tổng thống Christodoulos bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hành động có thể dẫn tới mất ổn định hơn nữa và tác động rộng hơn đến toàn khu vực. Ông Christodoulos khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao trong khuôn khổ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và pháp luật quốc tế. Tổng thống Christodoulos đã đề cập đến sự sẵn sàng của Cyprus trong việc tiếp tục và là cầu nối cho những nỗ lực như vậy, cũng như sự tiếp xúc giữa các bên trên cơ sở mối quan hệ với tất cả các quốc gia trong khu vực. Cyprus là quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU, có vị trí địa lý gần nhất với Trung Đông và có mối quan hệ tốt với cả Liban và Israel. Đầu năm nay, Cyprus đã trở thành cầu nối trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo vào Gaza. Nước này cũng cho biết sẽ hỗ trợ sơ tán dân thường khỏi khu vực nếu căng thẳng leo thang. Lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế lo ngại cuộc tấn công của Israel vào Liban làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện. Israel ngày 23 tháng 9 mở đợt tập kích nhắm vào hơn 1.300 mục tiêu của Hezbollah ở Liban, khiến ít nhất 492 người thiệt mạng, trong đó có trẻ nhỏ và phụ nữ và hơn 1.600 người bị thương. Chưa rõ có bao nhiêu thành viên Hezbollah thương vong. Stefan Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông vô cùng quan ngại trước tình hình leo thang và con số thương vong dân thường ở Liban. Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU lo ngại đụng độ giữa Israel và Hezbollah sẽ đẩy Trung Đông vào nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện. Chúng ta gần như đang chứng kiến cuộc xung đột toàn diện, nhiều cuộc không kích hơn, nhiều thiệt hại hơn, nhiều nạn nhân hơn. Ông Borrell nói, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đã cố gắng xoa dịu tình hình. Nhóm của tôi liên tục liên lạc với các đối tác. Chúng tôi đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình, giúp người dân có thể trở về nhà an toàn. Ông nói khi hội đàm với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Nhà Trắng, Lầu Năm Góc thông báo đang triển khai bổ sung lượng nhỏ quân nhân đến Trung Đông khi căng thẳng khu vực này leo thang. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng các cuộc tập kích của Israel vào Liban sẽ đẩy Trung Đông chìm sâu trong hỗn loạn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp. Tất cả các tổ chức có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, nhất là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các cơ chế quốc tế, phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết ngay lập tức. Những nước ủng hộ Israel vô điều kiện đang giúp Thủ tướng Benjamin Netanyahu gây đổ máu vì lợi ích chính trị cá nhân. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cho hay, Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn nhằm thảo luận về tình hình ở Liban. Ai Cập cũng đề nghị cơ quan này nhanh chóng can thiệp. Sau đòn tập kích quy mô vào miền Đông và Nam Liban hôm 23 tháng 9, Thủ tướng Netanyahu yêu cầu người dân Liban tránh xa nguy hiểm, đồng thời tuyên bố Israel không ngồi im chờ bị đe dọa mà sẽ phủ đầu trước. Hezbollah bắt đầu tăng cường tấn công miền Bắc Israel kể từ tháng 10 năm 2023 nhằm thể hiện ủng hộ với nhóm Hamas tại Gaza, khiến theo Avi liên tục đáp trả. Giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là thành viên Hezbollah cùng hàng chục binh sĩ Israel và một số dân thường hai nước. Tuy nhiên, hai bên nhìn chung vẫn kiềm chế, tránh để nổ ra xung đột tổng lực. Tình hình leo thang khi giới lãnh đạo Israel chịu áp lực vì hàng chục nghìn cư dân đã sơ tán khỏi khu vực gần biên giới với Liban, không thể trở về nhà. Do mối đe dọa từ Hezbollah, chính phủ Israel tuần trước khẳng định một trong những mục tiêu chính của họ là giúp cho những cư dân miền Bắc được về nhà an toàn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.